Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Chuyện Tổng Hợp. Mình phải công nhận rằng tác giả Eiichiro Oda là một thánh nhân chứ không phải là người thường nữa, khi mà chỉ trong một cháp truyện, ngoài việc tiết lộ cho khán giả biết về nội dung chính thì ông lại đặt ở trong đó rất nhiều chi tiết bí ẩn, khiến cho chúng ta phải tự mày mò tìm hiểu để biết được ẩn ý đó là gì. Vậy nên hôm nay hãy cùng Chuyện Tổng Hợp tìm hiểu và phân tích những ẩn ý kèm theo chút giả thuyết trong chapter 1114 này nhé. Một thứ khắc chế sự bất tử của Ngũ Lão Tinh. Anh em hãy nhìn vào trang bìa của chapter 1114 đi. Lúc này ta thấy Yamato và Kinemon đang ở cùng nhau, và Kinemon thì đang muốn Yamato phải mang thanh kiếm Yasie đến đền thờ Enma, đền Diêm Ma Đại Vương ở vùng Hakumai. Đó là nhiệm vụ đặc biệt mà Yamato được triều đình phó thác trước khi lên đường hành hương chu du khắp Wano Quốc. Đền thờ Enma này chính là nơi Zoro và Hiyori từng trú ẩn ở phần Wano Quốc khi họ bị lũ ninja của Orochi truy đuổi sau buổi hành quyết của lãnh chúa Yasie. Cũng như một sự trùng hợp khi thanh bảo kiếm của Zoro và Oden được đặt theo tên vị vua cai quản địa ngục thờ ở đền này là Diêm Ma Đại Vương. Và đặc biệt, ở Nhật Bản cũng có một ngôi đền cho mọi người dân của đất nước này đến để cầu phước bằng cách gửi thư đến các vị thần qua các tấm thẻ gỗ Ema. Trên những tấm thẻ gỗ này thường có những hình vẽ hầu hết là các loại động vật, nhưng chủ yếu trong đó là các loài như ngựa, heo rừng và gà hoặc là chim. Điều này làm mình liên tưởng đến ba trong số ngũ lão tinh là Thánh Venus, Thánh Valkyrie và Thánh Mars. Không phải ngẫu nhiên mà Oda đang sử dụng nó để liên kết bộ truyện với ngoại đời thực như vậy. Phải chăng tác giả đang muốn gợi ý cho chúng ta biết về thứ có thể khắc chế được sự bất tử của Ngũ Lão Tinh hay chăng? Như vậy thì trong tương lai chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại những điều liên quan đến Wano Quốc và cũng như những thứ liên quan đến nơi này. Chắc là anh em đã biết mình đang muốn gợi ý đến ai rồi đúng không nào? Đó chính là Zoro. Hiện tại thì chúng ta không biết anh đang làm gì ngay lúc này, nhưng có thể chúng ta sẽ gặp lại anh ấy trong các chap sắp đến đây. Mà trường hợp có khả năng diễn ra cao nhất đó là Zoro sẽ đến cứu viện cho nhóm của Nami khi biết đồng đội của mình đang gặp hiểm bởi Thánh Saturn. Và lão già Saturn này cũng đang kêu réo các ngũ lão tinh khác đến hỗ trợ ông do nhóm của Nami đang làm vướng chân lão. Vì vậy có thể Zoro sẽ phải đương đầu với một trong ba ngũ lão tinh giống với những hình vẽ ba loài vật mà mình vừa nói ở trên là Thánh Venus, Thánh Valkyrie và Thánh Mars. Như vậy thì mình đặt ra giả thuyết rằng rất có thể những thanh kiếm của Zoro sẽ là thứ có thể khắc chế sự bất tử của ngũ lão tinh. Một chi tiết giúp mình tin vào giả thuyết này có thể xảy ra, đó là dựa vào những vết thẹo trên người của các lão ta. Chắc chắn những lão này không thể bất tử một cách tuyệt đối được. 2. Sẽ có một cuộc thanh trừng lớn. Cũng ở chapter 1114 này, chúng ta đang thấy Vegapunk đang cố gắng thông báo cho mọi người biết về tình trạng đáng báo động. Đó là thế giới sẽ bị chìm dưới đại dương. Nhưng thay vì lắng nghe, một số người lại chế nhạo ông ấy. Hình ảnh này rất giống với hình ảnh trong kinh thánh khi Noah đang cố gắng thuyết giảng cho dân chúng về trận đại hồng thủy nhấn chìm cả nhân loại. Vegapunk lúc này được ví như sứ giả của thế giới khi ông kể về những dấu hiệu của sự hủy diệt, cảnh báo đến trước khi những điều tồi tệ sắp xảy ra, tương tự như những điều mặc khải trong kinh thánh hay còn gọi là ngày tận thế. Và nếu Thánh Oda lấy cảm hứng từ đây thì thế giới One Piece chắc chắn sẽ có một cuộc đại thanh trừng xảy ra, và cũng sẽ có một kẻ nào đó giống với Noah trong kinh thánh đứng ra cứu giúp những người vô tội. Vậy thì anh em nghĩ người đó có thể là ai đây? Hãy bình luận ở phía bên dưới nhé. Và tiếp theo, chúng ta hãy cùng bàn luận về các chữ cái và con số trên hỏa mẫu. Nếu không muốn tìm hiểu tí tôi, nhưng mà khi muốn biết, chúng ta sẽ thấy nó liên quan đến rất rất nhiều thứ khá là thú vị đấy. 3. Ý nghĩa của những ký tự trên hỏa mẫu. Đầu tiên là dãy ký tự S108. Trong đó S có thể là một cái tên của một chuỗi các cỗ máy hay vũ khí tối tân. Nhìn qua thì nó khá giống với tên của các dòng tên lửa như S-400 hay S-500 mà Nga hay đem đi khè các nước phương Tây và Hoa Kỳ. Mà tên lửa S-500 là phiên bản nâng cấp của S-400. Nếu nhìn theo góc độ từ đây thì chúng ta có thể nói rằng hỏa mẫu với cái tên S-108 này có khả năng là phiên bản nâng cấp của một hỏa mẫu khác trước đó. Vậy thì theo dự đoán thì S là cái tên, thì còn con số 108 là gì? Theo mình đoán thì đó không phải là số lượng đâu, mà nó mang một ý nghĩa gì đó khá là đặc biệt. Tiếp tục cùng mình tìm hiểu về ý nghĩa của con số này nhé. Đầu tiên là trong chiêm tinh học thì con số 108 biểu thị mối quan hệ với mặt trời, trái đất và mặt trăng. Khoảng cách giữa mặt trời và trái đất bằng 108 lần đường kính hoặc chiều dài của mặt trời. Trong khi đó thì khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng là bằng 108 lần đường kính của mặt trăng. Bên cạnh đó thì có 12 nhà trong chiêm tinh học và 9 hành tinh. Và khi nhân hai con số này lại với nhau thì chúng ta được kết quả là 108. Nếu Thánh Oda lấy cảm hứng con số 108 trong chiêm tinh học thì hỏa mẫu được xem như một thứ gì đó có sự liên kết giữa trái đất, mặt trời và mặt trăng. Ngoài ra con số này đều mang ý nghĩa sâu sắc hơn khi nằm trong hai nền tôn giáo lớn, đó là đạo Hindu và Phật giáo. Số 108 biểu thị sự hoàn thiện về tâm linh. Những tôn giáo và văn hóa này tập trung vào việc giác ngộ và cân bằng tâm, thân và linh,
Bởi vì những điều này, số 108 đại diện cho sự thống nhất và toàn vẹn của cuộc sống. Số này được tin là một điềm báo tích cực, đặc biệt là trong môn yoga, đại diện cho khoảng cách giữa bạn và thần thánh. Cụ thể thì trong đạo Hindu, cơ thể người có 108 điểm mama, hay còn được gọi là lực lượng sống quan trọng, hoặc con số 108 cũng là số lượng trong phong cách thiền. Trái tim có 108 nadi, hoặc đường năng lượng nhiên liệu tình yêu và lòng trắc ẩn. Nếu dựa vào đây thì có thể hỏa mẫu là thứ năng lượng nằm ở bên trong một cơ thể sống. Điều này sẽ trùng hợp với giả thuyết rằng hỏa mẫu chính là năng lượng bên trong thần mặt trời Nika, hoặc là một nguồn năng lượng sống, một năng lượng có thể tự sinh sống và sản sinh ra nên mới được đặt là hỏa mẫu. Hỏa là biểu tượng của năng lượng, còn mẫu là tượng trưng cho sự sinh tồn vĩnh cửu. Có 108 đức bất tốn trong Phật giáo, bao gồm lạm dụng và tham lam, và có đến 108 giai đoạn của linh hồn hoặc hành trình tâm linh. Vậy nếu có thể tác giả lấy cảm hứng con số 108 từ Phật giáo thì chúng ta có thể hiểu đây đang nói về sự khao khát được phát minh ra nguồn năng lượng vĩnh cửu của Vegapunk. Ngoài ra, nó còn là sự dối trá của chính phủ và tham lam thống trị thế giới của Y Mư. Tiếp tục với các chữ cái A, N, Mư. Có thể đây là ký tự được viết tắt bởi từ Atomic Mass Unit, có nghĩa là đơn vị khối lượng nguyên tử, được tìm ra bởi nhà hóa học John Dalton. Trong đó thì nó đề cập đến các electron, proton và neutron. Ngoài ra, các ký hiệu dùng để nhận dạng là Da, N, Mư, tương tự như Di, N, Y, Mư. Phải chăng đây có chứa một hàm ý nào đó muốn nói về mối quan hệ giữa Y Mư với gia tộc Di hay chăng? Ngoài ra, nếu dựa vào những điểm trùng hợp giữa dòng chữ A, N, Mư và đơn vị khối lượng nguyên tử thì dường như giả thuyết hỏa mẫu được dựa trên những thứ liên quan đến bom nguyên tử hoặc năng lượng hạt nhân là điều hoàn toàn có thể xảy ra. 4. Sự tương đồng của hỏa mẫu với thực tế. Sự tương đồng thứ nhất bắt nguồn với hình dáng của nó là một bể chứa hình tròn và bên ngoài có những cái ống. Mình đã xem đi xem lại rất nhiều lần và đi đến kết luận rằng Oda có thể lấy cảm hứng để thiết kế ra hỏa mẫu từ bản phác thảo của nhà khoa học Nikola Tesla. Nếu nhìn kỹ thì vòng tròn bên ngoài của hỏa mẫu rất giống với tia tử thần, còn phần lõi bên trong thì rất giống hệ thống truyền tải. Sự tương đồng thứ hai nằm ở bộ phim manga khoa học viễn tưởng Cyberpunk có tên là Akira. Sự tương đồng thứ ba đó là hoa văn trên đá mặt trời của người Aztec. Đây có vẻ là sự trùng hợp mang ý nghĩa thú vị nhất. Nếu anh em nhìn kỹ thì sẽ thấy những hình tam giác sắc nét trên viên đá mặt trời giống như những gì mà Enen đã thấy ở trên mặt trăng. Những hình tam giác đó được cho là tia sáng của mặt trời. Nhìn chung giữa ba sự tương đồng thì đều liên quan đến khoa học hiện đại và những thứ cổ xưa liên quan đến thần mặt trời. Điều này khá khớp với những tình tiết trong One Piece ở hiện tại. 5. Nguồn gốc của hỏa mẫu. Dù được nghe khá lâu về cái tên Mother Flame nhưng tới tận cho tuần 1114 chúng ta mới có thể thấy được hình dạng thật của nó. Đó là một ngọn lửa được đặt trong một cái bể chất lỏng được đoán là nước hoặc là dung dịch gì đó. Nghe qua thì có thể anh em nghĩ nó chỉ có trong chuyện chứ làm gì có ở ngoài đời đúng không nào? Nhưng đối với một quốc gia nổi tiếng với các định luật vật lý ảo ma như Ấn Độ thì chuyện đó chỉ là chuyện bình thường. Thật vậy, tại đây cũng có ngọn lửa cháy trong một cái hố nước, nó được gọi là Barakunda, một ngọn lửa cổ được nhiều người bản địa nói rằng nó sẽ cháy suốt trong nhiều thế kỷ qua mà chưa bao giờ tắt. Mọi chuyện nghe qua thì cảm thấy nó chỉ là trùng hợp thôi. Tuy nhiên nếu anh em mà nhìn từ góc độ từ trên xuống thì nó giống y hệt với hình dáng của hỏa mẫu mà chúng ta được thấy ở chapter 1114 vừa qua. Nếu như hỏa mẫu mà được lấy cảm hứng từ đây thì về mặt ý nghĩa rất có thể nó đã tồn tại từ rất lâu trong thế kỷ trống. Và đến khi được Vegapunk tìm thấy nhờ vốn kiến thức ông đã đọc được ở Ohara, cộng với tài nguyên từ chính phủ và trí tuệ có sẵn, ông đã thành công chế tạo ra hỏa mẫu hoặc chế tạo ra thứ để chứa đựng hỏa mẫu với ý định ban đầu là cung cấp năng lượng cho cả thế giới, nhưng Y Mư lại thích sử dụng thứ năng lượng đó cho sự hủy diệt hơn. Và theo truyền thuyết Ấn Độ đã kể rằng, những người xa xưa vì muốn cho thiên hạ thái bình nên đã có những nghi thức cúng người sống cho thần linh. Từ đó ngọn lửa này đã được tạo ra từ sự hy sinh của những người xấu số. Với câu hỏi cũ, nếu hỏa mẫu được lấy cảm hứng từ truyền thuyết này thì có thể nó thực sự được tạo ra từ linh hồn. Nhưng ai và cái gì được tạo ra từ nó? Theo mình đoán thì nó rất có thể là từ những tổ tiên của loài người, những người đã đánh thức được Haki hay còn gọi là linh hồn bên trong của họ. Như Rayleigh đã từng nói về những lý thuyết của Haki khi huấn luyện cho Luffy trước Time Skip. Nếu Y Mư thực sự bất tử thì việc thu thập nhiều linh hồn và trái tim như thế này sẽ không thành vấn đề gì cả. Đặc biệt là nếu muốn, hắn có thể bảo quản chúng cho đến khi một người thông minh như Vegapunk xuất hiện và tận dụng được nó. Về việc bảo quản một thứ gì đó không bị hư hỏng theo thời gian thì Y Mư là chùm rồi. Vì chiếc mô rơm của Choy Boy cách đây vài trăm năm vẫn còn như bình thường cơ mà. Tất nhiên, đây cũng chỉ là giả thuyết nên anh em xem để giải trí thôi nhé.
Và nếu thấy hay thì nhớ like và subscribe để ủng hộ cho kênh Chuyện Tổng Hợp nha. Xin chào và hẹn gặp lại.